Trong hai ngày 28 và ngày 29 tháng 9, đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông lần thứ 5, nhiệm kỳ 2023-2028. Đại hội có 203 đại biểu chính thức đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng và khát vọng đổi mới, sáng tạo của 62.112 cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Đắk Nông. Đại hội có chủ đề đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hợp tác, phát triển, với phương hướng xây dựng Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông vững mạnh, khơi dậy khát vọng, phát huy vai trò chủ thể, trung tâm của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới. Tại đại hội này, thì tôi đề nghị các đồng chí đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đánh giá đúng những thành tựu và những hạn chế, khuyết điểm, phân tích làm rõ thêm những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm, và đề ra mục tiêu giải pháp mạnh mẽ để mà nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao nhất để nhiệm kỳ tới đạt hiệu quả tốt hơn nữa. Đại hội tập trung đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ tư, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2028, kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành khóa 4. Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban chấp hành và 11 đồng chí ủy viên Ban thường vụ, bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Nông khóa 5, nhiệm kỳ 2023-2028.